Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. View này mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn những sự kiện mới nhất về cái dự án của IMO. Cái sự kiện này diễn ra vào ngày 28 tháng 11. Đấy. Thì đây là một sự trở lại của sự kiện King BHTX. Thì đây, các bạn có thể thấy là cái người dùng IMO thì hệ thống IMO ICO tổ chức một sự kiện về sự trở lại của King vào ngày 11 tháng 11 năm 2019. Thì đầu tiên thì dự án có thể trao đổi BHTX thành mã thông báo ST trong ví của IMO. Thì thời gian trao đổi đó chính là từ ngày 28 tháng 11 cho đến ngày 11 tháng 12, mỗi ngày một lần. Thì số lần trao đổi là 2 triệu ST và tỷ lệ phần trăm trao đổi là 1 ST sẽ bằng 4 BHTX. Thì phần trăm bị khóa sẽ là 100%. Và cách mua hàng thì các bạn có thể tải xuống ví IMO dưới hệ điều hành của Android hoặc là iOS. Đấy. Cảnh báo rủi ro. Thì do những thay đổi có thể có trong chính sách quản lý quốc gia, thì vui lòng tham khảo chi tiết luật sư địa phương trước khi tham gia giao dịch để tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định quốc gia và tránh những cái tổn thất không cần thiết. Thì IMO có quyền chấm dứt dịch vụ đối với người dùng có thể vi phạm pháp luật của quốc gia bị nghi ngờ bất cứ lúc nào, và tài sản kỹ số là sản phẩm đầu tư sáng tạo với biến động giá lớn. Thì đầu tư vào tài sản kỹ số có thể gặp rủi ro như là thao túng giá này, giải tán các nhóm dự án này, không đạt được giá trị kinh doanh hay mất tài sản, thất bại trong phát triển sản phẩm và chấm dứt giao dịch. Thì vui lòng tham gia cẩn thận với tiền để rằng bạn chịu rủi ro trong phạm vi chịu lỗ riêng của bạn thôi. Đấy. Thứ hai đó chính là một cái thông tin nữa, đó chính là sự trở lại của sự kiện King này. Thì họ sẽ nói rõ hơn về cái hướng dẫn bán hàng riêng. Đấy, chủ đề thông báo là thông báo vị trí riêng của cái mã thông báo này. Thì thời gian bắt đầu là vào ngày 16 tháng 12, 2019. Vòng mua hàng là 3 trên 365 ngày. Tổng doanh số là 200.000 hoa hồng. Giá bán là 0,0306 USD em. Giới hạn mua tối thiểu là 1 scam trên người dùng. Còn giới hạn mua tối đa là 1.000 USD trên người dùng. Phần trăm khóa là 90%. Đấy, tiền được chấp nhận chính là USDM, ETH và USDT. Thì quỹ USDM này là USD của Star Bitcoin của nền tảng IMO và trao đổi cung cấp tỷ giá là 1:1 cho USDT. Thì quy tắc mở khóa như sau, thì mở khóa một phần hàng ngày vô điều kiện. Mở thông báo sẽ mở khóa hoàn toàn trong 365 ngày. Thì mở khóa qua bằng lời mời thì cấp 1 sẽ mã thông báo thưởng 5% đã được mở khóa cộng 5% tiền thưởng USDM cho người lời mời. Cấp 2 sẽ mở khóa 2% mã thông báo cộng 2% tiền thưởng USDM cho lời mời. Lưu ý là mã thông báo tiền thưởng đã được mở khóa bằng với tỷ lệ trong số tiền mua của người được mời thì nó được phát hành ngay lập tức từ nhóm khóa của bên mời. Đấy. Điều kiện kết thúc bán hàng tư nhân là cho đến khi kết thúc vòng từ 365 thì phương thức mua hàng thì các bạn có thể tải xuống ví IMO Android và iOS. Đấy. Ở đây thì họ có giới thiệu qua thì cái dự án này thì Crypto Commonwealth vừa là nhà quản lý tài sản, vừa là cái nhà sản xuất cung cấp, một trong những quan hệ sản xuất công bằng nhất trong ngành quản lý tài sản kỹ số và xuất bản. Thì đối tác chiến lược của họ là một số quỹ tiền tử chuyên nghiệp trong quản lý tài sản và quỹ Commonwealth trong xuất bản. Thì họ hợp tác với tất cả những người đóng góp quan tâm trong nghiên cứu chiến lược hoặc là khai thác alpha. Họ khai thác nội dung và phân phối kiến thức và chia sẻ tất cả cái tiền thu nhập từ phân bổ tài sản, đăng ký bài viết và xuất bản với tất cả các tác giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý danh mục đầu tư, chủ sở hữu thông báo và nhà đầu tư. Đó. Thì dưới này có một số những cảnh báo rủi ro, các bạn có thể thấy, em có thể đọc tìm hiểu đây. Đấy, thì trên đây là một số những cái thông tin mới nhất của mình giới thiệu về cái dự án ở IMO này. Cảm ơn các bạn đã có theo dõi.